Hôm qua, hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, gọi tắt là COP16, đã khai mạc tại thành phố Cali của Colombia với những kêu gọi mạnh mẽ về bảo vệ môi trường đa dạng sinh học. Trong thông điệp video gửi tới hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các đại biểu đầu tư đáng kể vào quỹ khung đa dạng sinh học toàn cầu hướng tới 23 mục tiêu về chấm dứt và đảo ngược những tàn phá trong tự nhiên vào năm 2030. Ông nhấn mạnh, việc phá hoại thiên nhiên đang làm gia tăng xung đột, đói nghèo và bệnh tật trên thế giới. Trong khi đó, phát biểu khai mạc, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh, chính những nền kinh tế thải nhiều khí carbon ra môi trường nhất như Mỹ, Trung Quốc hay các quốc gia châu Âu lại đang là những nước có rủi ro nhất về môi trường và sinh thái. Về phần mình, Bộ trưởng Môi trường nước chủ nhà Susana Mohamed cho rằng, không nên chỉ dừng lại ở việc triển khai cơ chế, mà thế giới cần thay đổi cách sống, cách suy nghĩ và các mô hình phát triển. Diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, hội nghị COP16 dự kiến sẽ thu hút khoảng 12.000 đại biểu và các nhà trưng bày triển lãm từ khắp nơi trên thế giới, cũng như các nguyên thủ quốc gia đến Colombia, một trong những quốc gia có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới.